sẽ nó gọn gàng đẹp đẽ hơn. Hôm nay Andrew đến thăm nhà anh Patrick và rất là ngạc nhiên được anh Patrick giới thiệu cho một cái mô hình tàu lửa trong nhà xuất sắc do anh xây dựng bỏ công ra trên 10 năm. 30 năm. Và trên 30 năm thưa anh. 30 năm các bạn ơi, không phải đơn giản để xây dựng một cái mô hình tàu lửa như thế này, tuyệt vời. Và tuyệt vời hơn nữa các bạn là nó có thể chạy được bằng sự điều khiển từ xa. Rồi, xin mời anh Thức. Mai mốt tôi gắn vô lại cái helicopter nó chạy luôn đó, nó bay luôn. Có thao và bạn à, và giới thiệu ha. Bây giờ mô hình này á là một thành phố thu nhỏ. Đi vòng. Có helicopter nằm đó. Một thành phố thu nhỏ. Trong đó là có cái cơ khí nè của bên vận chuyển hỏa xa. Đó. Bên này á là có khu vực dịch vụ. Dịch vụ để mà sửa xe, sửa đường ray, có luôn cả là máy hút bụi luôn các bạn, đó, để làm cho đường ray sạch sẽ. Có tàu lửa Amtrak ở dưới kìa, đó là chở khách hàng. Bên này là công ty vận chuyển hàng hóa BNSF của hỏa xa Hoa Kỳ. Chơi toàn là mô hình mà tất cả đều có điện nha các bạn. Đó, bây giờ Andrew sẽ đi vòng qua bên này. Đây là những cái hàng được để dưới kho bãi. Đây là những xe mô tô nè, những cái mô hình mô tô đó để chở đi. Bên này có những cái mô hình của những người làm công nhân luôn luôn là làm việc. Đây là mô hình của các bác hành khách, có ông xách vé nữa. Rồi này ông này đứng lên giùm cái, sao mà té ngửa rồi vậy mà sao làm việc được đó. Đây là có gác cổng. Cái này là ông này đó, là ông đưa cái đây này ra để cái này nó chạy mà tôi chưa gắn vô. À vậy đó hả? Không phải không? Đây, đưa cái này ra đây. Mới dừng lại. Ờ, để cho biết nó chừng là nó xuất cái track đây mà tôi chưa có làm hết. Hay quá. Đây là cái tòa nhà. Cái gì đây? Cứ bằng đó là waiting station. Có nghĩa là cái chỗ mà để cho các bạn chờ đó. Khách. Chờ khách vô đó ngồi chờ đó. Đây là mô hình tàu lửa nữa nè. Từ trước thế đệ nhị thứ kiến cho đến bây giờ tất cả những cái mô hình đều có hết. Đây là tàu lửa nè, đó đầu của nó. Và tổng cộng ở đây mình có bao nhiêu cái đầu anh ha? Mười mấy cái đầu máy và bao nhiêu cái toa? Vài chục cái toa. Toa một tầng có, toa hai tầng có. Đây là tất cả dịch vụ của các hỏa xa. Toàn bộ cái mô hình này được nằm ở trong căn nhà của căn phòng này, khoảng cỡ 40 mét vuông các anh thưa quý vị, bề ngang khoảng 4 mét, bề dài 10 mét. Có luôn cả tòa án, ngân hàng và dịch vụ của thành phố. Sân bay. For sale. Sân bay trời. Có sân bay hả? Sân bay. À, có luôn cả máy bay trực thăng. Có tower nữa đó. Có tháp điều khiển bay dành cho những hạng VIP. Ủa mà VIP đi máy bay mất mới đến đi tàu lửa anh. Trời ơi, VIP đi máy bay xuống rồi có tàu lửa rồi. Ông chủ của VIP đi đàng hoàng. À vậy đó hả? Có nghĩa là chủ phải bay tới máy bay tới để coi hàng hóa nhận đầy đủ chưa để bay để đi. À rồi, bây giờ xin mời dealer hạt lay. Bác điều chỉnh. Bác điều chỉnh cho tàu chạy đi bác. Mai mốt bỏ nước vô cái nó cái phao tình. À, hôm nay là một cái cuộc vận chuyển của quân quân đoàn cavalry của Hoa Kỳ sẽ đi ngang thành phố và đoàn quân đoàn 101 San Francisco. Rồi đi đâu anh? Đi hướng về hướng nào anh? Đây là một vận chuyển để tấn công. Để cho quân đội có thể tấn công bất cứ lúc nào khi Trung Quốc có sự kiện quan. Có nghĩa là qua ủng hộ cho Việt Nam để quýnh Trung Quốc các bạn ơi. Nếu mà Trung Quốc mà lấn chiếm đất nước Việt Nam chúng ta. Lên tiếng kêu rồi nha, có tàu lửa đàng hoàng nha. Có máy bay trực thăng vũ khí. Đó. Con này nó bị off track chút xíu rồi. Wow, nhìn con này hấp dẫn quá. Tàu lửa này có thể chạy với một cái tốc độ rất là cao để chuyên chở cả vũ khí lẫn lương thực. Bây giờ anh Patrick đã xây cái mô hình này. Bây giờ mấy big boy quên mấy bà thôi. Vô đây là
từ 10 tuổi cho đến 100 tuổi vẫn còn mê. Nó bị cái có một cái nó cho nó chạy thức. Cho nó chạy qua đây. Nó rớt rồi thức ơi. Điều ve lại thức. Thấy rồi. Cho nó chạy qua đây tôi gỡ nó. À cho ve lại hả? Cho forward cũng được, như nó vô sát cho lại rồi. Rồi để qua em sửa. Nó rồi ông cho chạy forward tôi nghe rồi, tôi biết rồi, như cái sát nó vô trở lại rồi. Chưa. Nó ông qua. Cái thằng trò chơi này là trò chơi của gia đình Hoa Kỳ. Phải nói là rất là có nhiều thời gian để chơi với con ở nhà. Và một niềm đam mê. Ông kéo ra phía trước cho nó có thế, kéo nó ra. Đẩy ra phía trước. Lấy cái thằng cleaning track bỏ nó ra. Cái này hả? Đúng rồi, cái thằng đó cleaning track đó, cái thằng đó đôi khi nó hay bị chật đường đầy là vì nó là cái thằng cleaning mà. Cho nên là nhiều đôi khi cái thằng đó nó hay. Đúng rồi anh, cái thằng nào cà chớn là lấy nó ra hết đi anh ơi. Bỏ không cho nó vô rồi. Làm cái mắt xích yếu của con tàu đang vận hành. Các bạn thấy không, một cái mô hình rất là lớn. Mô hình này mà nếu mà sắm từng con một bao nhiêu tiền đó thì Andrew nghĩ là cái mô hình này trị giá nó phải sắp xỉ là 50.000 đô. Nếu mà là tối thiểu á. Không anh Patrick. Anh Patrick ơi. Nếu mà nhận định là cái giá trị của cái tổng cái mô hình này là khoảng 50.000 đô không? Không nhớ đâu. Này là trò chơi tiền tỷ đó các bạn. Lâu quá rồi. Tiền tỷ của Việt Nam á. Và những cái mô hình này bây giờ phải nói là rất là hiếm có trên toàn thế giới. Andrew có mấy lần thấy những cái mô hình mà mấy bác cụ Mỹ á, làm thiệt luôn trong vườn luôn. Nhưng mà những cái mô hình đó thì bây giờ nó cũng hiếm dần rồi. Mà nó rất là tốn kém. Phải dùng điện thật rồi, phải dùng máy phát điện đủ thứ á. Còn đây là mô hình đồ chơi chạy bằng điện tử. Thì cái chi phí của nó, vận hành nó vẫn rẻ hơn. Nhưng mà nó ở trong nhà cho nên có thể chơi được bất cứ lúc nào. Và mình có thể đẩy xa được cái sự tưởng tượng của mình về bất cứ hướng nào mà mình muốn. Tuổi trẻ của chúng ta là đầy ắp những cái câu chuyện, những sự tưởng tượng và những hào hứng tuổi trẻ, những giấc mơ. Và đây là một trong những cái thực tế mà sau 46 năm lớn lên rồi Andrew mới thấy được mô hình như thế này. Nó cũng chưa, nó cũng bị chật. Chạy tao chạy tới thì tao lấy nó ra. Rồi. Có chạy tới nhà không hay là chạy giữa đường là phải kêu đội hỏa xa ra cấp cứu. Cái thằng cleaning track. Cái thằng cleaning track nó bị rồi gửi cho các bạn nha, chúc các bạn một ngày vui. Ê thức, ra bên đó ông gỡ cái đỡ đó, nó ngừng thức.